Ok, lâu mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại kênh channel của mình nha. Ở trong video trước chúng ta đã tìm hiểu về cả cái section của cookie rồi nha. Thì ở trong video mình sẽ lấy một cái ví dụ về section trước, một ví dụ rất là đơn giản đó là chúng ta kiểm tra xem có phải user không, chúng ta cho đăng nhập vào độ nào. Rồi, bây giờ nghe quay trở lại tốt bình thường. Thì ở trong video này chúng ta thì mình đã tạo ví dụ trước rồi, bởi muốn là cái video này, bởi vì cái section này chúng ta để mà làm sâu hơn ấy thì nó có khá là nhiều thứ để chúng ta phải làm đấy, chứ không phải đơn giản cứ so sánh như này đâu. Cái này là ví dụ, mình chỉ là ví dụ ra cho mọi người mường tượng là cái section này dùng để làm như này rồi. Thế đâu rồi nhỉ? Rồi, thì ở trong cái section này mình sẽ tạo ví dụ như này nhá. Thì ở đây mình sẽ có section start này, cũng như là để mà cái section này có thể thực hiện được thì chúng ta phải bắt đầu cái section này nhá. Rồi mình tạo ra một file và đấy thì mình sẽ ghi trong cái dòng chữ là trạng thái đăng nhập nhé, và mình sẽ để section là user thần toán nhá. Mình set cái section của user là thần toán. Ở đó mình sẽ in user name ra. Và đó thì mình sẽ và mình sẽ kiểm tra, nếu mà không phải là username thì hiển thị ra bạn không phải là bạn chưa đăng nhập, còn nếu mà lại cái section username này thì bạn là đăng nhập đúng không? Như vậy thì chắc chắn là khi mà chạy thì chắc chắn là nó sẽ là bạn là đăng nhập đúng không? Ta Chrome nhá. Mình đã truy cập trong file là section.pp. Ok đây nhá. Bạn thấy rằng là tên là UR login được nhá. Thì như vậy là mình đã đăng nhập rồi đúng không? Thế giờ chúng ta giả dụ như là khi mà bạn ấn đăng xuất ấy thì nó xóa bố mất cái dòng này của bạn đi này. Nó xóa mất cái dòng này đi. Đấy. Và nó xóa luôn cả section start đi. Đấy nhá. Rồi thì chúng ta thấy là khi mà như thế đúng không? Thì bạn ấn đăng xuất cái thì đồng thời sẽ xóa hai dòng đi và xóa luôn cái dòng trên này để đảm bảo là section không chặn nữa đúng không? Thế giờ chúng ta reload lại. Đấy thì bạn thấy rằng là you are not logged in nha. Đấy thì bạn sẽ không còn cái section để bạn truy cập vào để bạn đọ nữa. Thế nên là suy ra là bạn đã đăng xuất ra khỏi hệ thống đúng không? Thì đó là một cái ví dụ rất là hay về section. Nó đơn giản thôi, chỉ là đơn giản việc là bạn có section thì bạn sẽ vào được, bạn so sánh đúng section thì bạn vào được, và không đúng thì bạn sẽ quit, không đúng thì bạn sẽ quit thôi nhá. Đấy, sau này mình sẽ so sánh, mình tạo ra một cái ô input này. Các bạn thể làm thêm một ví dụ nha, đây mình sẽ tạo ra một cái ví dụ cho mọi người thể tự luyện tập này. Bạn nào mà không làm được thì bạn có vấn đề là team support vào trong cái nhóm Discord của mình nha. Đấy, mọi người hỏi nhau ở trong này đây, mà hoàn toàn thể là hỏi ở trong này nhá. Các bạn yên tâm là mấy cái này này, mọi người đều online liên tục luôn, nên là mọi người không được lo là hỏi lúc nào là không người trả lời luôn nhá. Đấy. Rồi, thì ở đây mình sẽ quay trở lại về cái file code đúng nha. Thì đây, bài chúng ta đi là nhập ô text để so sánh với giá trị section đã cho trước. Đã cho trước. Nếu đúng thì log. Còn không thì next. Đây nha. Rồi, thì ở đây là gọi là gợi sở ý. Đây, gợi ý thì sẽ là input. Sau đó thì sử dụng post, nếu như là chúng ta sử dụng post get lấy cái giá trị value từ cái ô của input đúng nha. Đấy, và sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng if đúng nha. Condition to để mà check. Đấy. Đấy nha. Đó đấy. Đấy thì ba bước này rất là đơn giản, nó thì bạn hoàn toàn để sử dụng cái ví dụ này xem có làm được không nhá. Rất đơn giản, nó không gì cả, nó thay vì việc chúng ta gắn cái này rồi thì chúng ta sẽ so sánh, nếu mà đúng thì chúng ta sẽ trả về được nhá. Đấy là cái ví dụ về video này để các bạn mường tượng cái section đấy, và cái bài tập các bạn có thể làm nhá. Ở trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tương tác với cái sở liệu, chúng ta lại sang một cái miền kiến thức mới đấy. Thì ra mình xin dừng ở đây thôi nhá các bạn người này.